Kính thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2024. Thoa cùng với các anh chị em thiện nguyện cũng như là đại diện của chính quyền địa phương có đến nhà của cháu Võ Hoàng Anh Trà, 11 tuổi, ở xóm 2, An Hòa Bắc, Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa. Hôm nay thì các anh chị em thiện nguyện là ghé đến là trước tiên là thăm bà cháu, và sau đó là trao tổng số tiền kêu gọi được trong 3 ngày là 74.220.000 đồng. Và hôm nay thì có bà ngoại của cháu Trà và đại diện chính quyền địa phương á, thì là có chị Đinh Thị Nô, chủ tịch hội phụ nữ xã, chị Nguyễn Thị Thanh Nga, phó chủ tịch hội nữ xã, cùng với chị hàng xóm của nhà cháu Trà là người đã giới thiệu hoàn cảnh của cháu với các anh chị em thiện nguyện. Thì 74.220.000 này á, trong đó thì có Facebook của anh Trung Thiện Nguyện và fanpage Nghĩa Điền Quê Tôi kết nối được 13 triệu đồng, Facebook Em Tưởng Tạ kết nối được 10.200.000 đồng, Facebook Bạn Huỳnh Tiến kết nối được 4.700.000 đồng, Facebook Em Thiên Hay kết nối được 8.500.000 đồng, Facebook Võ Kim Hoa kết nối được 6 triệu, Facebook Anh Lê Trọng Tình kết nối được 10.400.000 đồng, kênh Khám Phá Vùng Quê kết nối được 8.720.000 đồng, Facebook anh Phạm Thanh Tâm kết nối được 12.700.000 đồng. Và sau đây Thoa xin phép đại diện cho tất cả các anh chị em thiện nguyện cũng như là thay mặt quý nhà hảo tâm trao cái số tiền 74.220.000 đồng này cho bà ngoại của cháu Trà, và có sự chứng kiến của các cán bộ địa phương cũng như tất cả các anh chị em thiện nguyện. Con xin phép vừa đếm tiền vừa trao cho cô luôn nha, để đảm bảo tính minh bạch của trao tiền nha cô. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 triệu. 6, 7, 8, 9, 10, 70 triệu, 71, 72, 73, 74 triệu, 220 nghìn. Dạ, con trao cho cô là 74 triệu 220 nghìn. Dạ, đủ cái số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ nha cô. Dạ, cô cũng gửi đôi lời tới Mạnh Thường Quân. Dạ em xin mời chị Nô là chủ tịch hội phụ nữ xã có ý kiến nha. Kính thưa các anh chị đoàn thiện nguyện của tỉnh Quảng Ngãi, nói chung là hoàn cảnh của cháu Trà thì cũng nhờ cái chủ chị dễ hàng xóm để giới thiệu qua các anh chị và cũng như thay mặt của chính quyền địa phương rất ghi nhận và cảm ơn các anh chị trong đoàn thiện nguyện góp phần hỗ trợ cho cháu Trà. Thì cái nội dung đặc biệt được quan tâm về cái vấn đề thứ nhất là các địa phương thì theo dõi đoàn viên cháu Trà em đi chống không phụ nào các anh chị đoàn thiện nguyện. Dạ. Thứ qua nên là cái chủ kinh phí á thì tham thiện nghĩ chắc cũng đảm bảo để cháu Trà với bà ngoại dễ ăn. Dạ. Giờ giao nợ chắc anh chị đoàn thiện nguyện á mở cái sổ tiết kiệm như thế nào đó rồi hàng tháng chi như thế nào cho nó phù hợp. Dạ. Chứ không phải mình vận động là một ngàn đợt là có thể là nhiều khi là không phải một trường hợp nó nhiều. Mình chỉ một lần một đây, nhưng mà mình tận dụng cái số tiền này nó có mục đích, nó đúng mục đích, nó hiệu quả. Chứ không phải thôi bà cháu mà lát cái thiền họ đi vận động này là thờ phí nó soi mục đích thì nó tội những cái người không nằm đối tượng không tốt. Theo bản thân thì giao lại cho các anh chị đoàn thiện nguyện quản lý, nói chung họ quản lý rồi chi như thế nào cho nó phù hợp thì cũng thay mẹ thôi.
thương, rất ghi nhận và mong muốn là các anh chị của tỉnh Con Người tiếp tục phát huy cái thiện nguyện của mình, nó đạt được mục tiêu để giúp trời trong cái hoàn cảnh như thế này nó vượt qua khó khăn nhé. Cảm ơn chị ạ. Hôm nay thì là các cô chú đại diện cho Quý Mạnh Thường Quân lên trao cho con là tổng số tiền là 74.220.000. Thì con gửi lời cảm ơn các ông bà cô chú đã thương yêu con đi. Cố gắng học nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ thì đây là cái tịnh tài của Quý Mạnh Thường Quân gửi. Còn một số Mạnh Thường Quân đó là có gửi ủng hộ cho cặp nè, vở nè, sách và dép cho con. Thì qua đây là em cũng xin đại diện cho các anh chị em thiện nguyện chân thành cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã luôn luôn đồng hành cùng chúng em. Kính chúc Quý Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe, ý như vạn sự. Xin cảm ơn ạ.